Hello, xin chào ông bà, cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip mình chia sẻ về cách mình chăm sóc cây sung, làm sao để có trái và nó tốt nha các bạn. Đầu mùa xuân thì mình sẽ gãi cho nó là 14-14, là Omicot. Rồi kế tiếp nữa các bạn, thì mình sẽ lại mấy cái tiệm mà bán đậu nành đó. Mình xin những cái xác đậu nành về mình bỏ xung quanh gốc. Rồi thứ ba, khi trái bằng tâm nhang á, thì mình bắt đầu mình bỏ cái bịch phân cho organic trái này vô nha. Cái bao này mình mua ở Greenacre, mình nghĩ ở đâu chắc cũng có. Cái này nó giúp cho trái lớn nè, với lại cuống nó chắc nữa, cây nó khỏe. Còn cái phân 14-14 này thì nó giúp cho thân, cây, lá và hoa luôn nha các bạn. Đây là nguyên cái hàng cây sung của mình. Thì giống như là phân 14-14 thì các bạn mỗi một cái gốc gì đây nè, các bạn lấy chừng một nắm tay gì đây nè các bạn, các bạn gãi xa ra xung quanh gốc nha, phân 14 á. Rồi khi mà lá nó lên xum xê á, thì mình sẽ cắt cho nó nè. Các bạn thấy cái cây của mình nè, trái toàn là trái chứ ít có lá ha. Nếu như mà cây sung mình không có cắt lá thì lá nó rất là nhiều luôn đó. Trong cái cây sung của mình trồng á các bạn, thì hồi nãy mình nói đó là phân 14-14 với lại cái xác đậu nành á, mình đi xin ở đằng mấy cái tiệm mà người ta bán đậu nành á, về mình tưới xung quanh gốc cho nó. Rồi cái đầu trái hơi lớn lớn một chút, cái mình bỏ cái bao hồi nãy đó các bạn, cái bao mà cho trái lớn đó vô nữa, thì cái cây sung của mình quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Cái này trái, cái này là một cây nè, nó rất là nhiều luôn, không thể đếm xuể nè, từ gốc lên tới ngọn luôn. Rồi các bạn coi trái cây nè, giờ này mình quay hơi nắng á, khủng khiếp luôn, rất là đẹp nha các bạn. Nếu các bạn mà nào mà có trồng cây sung mà muốn có trái nhiều á, thì các bạn làm y như mình nha. Ó sức thấy hàm luôn rồi. Cái gốc cây sung này mình để một cây cà mà trái cái này các bạn, nhìn đẹp mắt ha, rất là dễ thương luôn, vui lắm. Trồng cây hơi cực nhưng mà đổi lại có một cái, cái này là một cái nhánh phụ ở ngoài thôi nè, cái nhánh nó ve ra ngoài thôi đó các bạn. Gốc đằng này một cây nữa, cây này mình cắt thưa hơn các bạn. Ở trong vườn mình nó có 5 cây như vậy nè, 5 cây bự giống vậy này nè. Tại vì hồi lúc những năm đầu tiên mình làm vườn á, mình không có ít có cây sung này, nhưng mà khi mẹ mình thích ăn rồi thì mình đi tìm cái giống này mình trồng ở trong cái vườn của mình, rất là nhiều cây sung, 5 cây bự, còn cây nhỏ thì cũng nhiều lắm các bạn. Giống này ăn rất là ngon ngọt, mà mình dục cái tên này, bây giờ mình không nhớ cái tên các bạn ơi. Hồi đầu clip tới bây giờ mình chia sẻ cây sung bao nhiêu đó, để cho các bạn ai yêu thích trồng cây thì làm với mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay vòng vòng cái khu vườn của mình cho các bạn xem cho vui. Chỗ này là đào donut trái thấy cưng không? Ô, gió quá. Wow. Cái đào donut này các bạn trái thấy cưng không? Gió quá trời gió. Cái trái apple mình thấy nó nhanh lớn lắm, nó nhanh hàng tuần luôn á. Tuần trước á mình thấy nó vừa vừa, qua tuần sau thì nó bự. Mà cái này á nó chín nó sẽ màu đỏ rất là đẹp luôn. Ở trong đó có một trái nó chuyển qua màu đỏ đỏ rồi kìa các bạn. Hả? Cái này sáng nó chín nó rụng hết mấy trái rồi mà cũng còn nữa các bạn. À, đẹp quá chừng đẹp luôn. Cái táo này thích ghê luôn. Ăn nó ngọt các bạn. Mà mua lâu quá bây giờ gớt cái thác là mình không biết nó tên gì. Cây hồi nãy là trồng ở trong chậu, còn cây này trồng dưới đất nè. Cây này trái cũng bự lắm mà.
cây này nó chín nó sẽ thành màu đỏ như vậy nha các bạn. Cây này chín màu đỏ, những cái trái nhỏ nhỏ mình hái mình bỏ hết trơn rồi, mình chừa lại mấy cái trái bự gì đây nè, nó sẽ bự ra nhiều lắm, chứ mình để nhiều quá đó nó sẽ nuôi thì nó không có được lớn, cho nên mình bữa hổm mình bẻ mấy cái trái nào mà nó không đẹp mình bỏ hết rồi. Cho nên mấy cái trái này các bạn thấy nó đẹp không? Thấy nó dị đó chứ nó nhiều trái trong đây lắm. Cái cây đào donut này các bạn ơi ăn ngon lắm. Các bạn có xem video mà muốn ăn đào mà không biết loại nào ngon thế thì các bạn mua đào donut cái loại giống như cái cây của mình nha. Sai trái nè, màu đẹp, ăn rất là ngọt luôn. Mình quay xuống dưới đây nè, trái tới dưới gốc luôn các bạn. Cây này thấp, cây này thấp khoảng chừng 5 feet à. Và cái tên của nó nè, bây giờ mình đang bị nóng á cho nên mình không có bẻ, chứ không có hôm nay mình bẻ luôn à. Ngọt dễ sợ luôn. Ở nhà mình có cây ổi chanh các bạn. Cây ổi chanh này mình rất là thích trồng luôn. Nó trái mà nó dễ đậu, ăn rất là ngon. Trái nó bằng ngón tay cái của mình vậy đó. Cây này mình nuôi được 2 năm rồi. Rất là dễ chăm sóc luôn, không có cần lo lắng gì chứ. Nó ra bông là nó đậu à. Nó còn dễ nuôi hơn cái cây ổi Việt Nam của mình luôn. Việt Nam của mình á còn rụng bông đồ, còn cây này không có rụng bông gì hết trơn các bạn. Mình thích nuôi cây này nè, rất là dễ chịu luôn, trái quá chừng các bạn. Các bạn thấy không, coi nè, nó nghẹt hết trơn luôn. Cái cây này hồi đợt đó mình đi mua về cái nó gãy cái nhánh nè, mà mình lấy chiếc đũa mình giá nó lại mà nó trái như cái nhánh này khủng khiếp luôn, nó gãy lặt lìa ra luôn. Mình lấy đồ mình cột nó lại nè. Thương quá. Trồng cây mà trái gì nhiều mà nó không rụng nó thích. Cây tắc này nó cao chưa tới 2 gang tay nè. Cái giống này lúc trước á mình mua trên vườn của em Quỳnh các bạn. Cái giống này sai trái nè. Đây là cây thứ hai. Mình có 2 cây. Này mà chưa có thời gian để thay chậu luôn. Này nên thay chậu nè. Ồ, trái nó nằm ở trong đây nó lư hết trơn. Mà trên ngọn nó cũng ra bông. Cây táo đại mật này hình như mình order khoảng 8 tầng rồi, mình order ở bên vườn của anh Son nữa các bạn. Nó đậu cho mình trái nè, thấy cưng không? Vui quá. Đây. Khi nó đậu cho mình bao nhiêu trái đây để mình ăn, mình biết cái táo đại mật. Đang quay đây mà coi tắt nó đưa vô trong mặt mình kìa, quá trời trái. Cái mận Black Rose mình cũng order bên vườn của anh Son luôn, đang đậu trái rồi nè các bạn ơi. Hy vọng được chừng 5 trái thôi. Black Rose đây, ở dưới đây 2 trái nữa. Mà bầu của nhà mình nè có trái ăn rồi các bạn. Ở trong đó 1, 2, 3, 4, 5 được 6 trái luôn. 6 trái luôn, nhưng mà bây giờ mình sẽ cắt 2 cái trái đó, 2 cái trái trong đó vô mình nấu canh mình ăn các bạn. Cha mình ương hạt sớm á, cho nên mùa này có bầu ăn à. Gỗ này mình đựng bầu. Cái gỗ này Lisa mua, Lisa tặng cho mình nè. Chị cảm ơn Lisa nha. Ở đây có trái bầu sao nè. Nó nhỏ nhỏ gì đây, mình cắt mình ăn đi để nó già các bạn ơi. Mình cắt 2 trái. Hai trái này gia đình mình đủ ăn cho một bữa. Đẻ là khoe vườn với lại là những cái cây ăn trái của mình á, mình bỏ đất gì với lại bỏ những cái phân gì cho trái ngọt với lại nó đỡ rụng đó các bạn. Clip chia sẻ đến đây mình xin dừng, xin mến chúc ông bà cô chú các bạn và các em luôn thật nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại clip next time.
Thank you. Bye bye.